Vụ hai bác cháu bị sát hại trong đêm, nghi phạm khai gì? Trần Thế Bảo từng là người yêu cũ của con gái nạn nhân nhưng nhiều lần bị gia đình bạn gái ngăn cản không cho cưới nên xảy ra mâu thuẫn. Đối tượng khai nhận nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn bộc phát. Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, khiến hai nạn nhân tử vong, cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm Trần Quốc Bảo, sinh năm 1989, trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên, sau một đêm lẩn trốn. Hai nạn nhân là ông PVD, sinh năm 1964, và anh PVH, sinh năm 1984, cùng trú tại thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên. Đối tượng Bảo bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Thượng Phú, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Bảo khai nhận nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn bộc phát. Theo nguồn tin riêng, nguyên nhân ban đầu được xác định Bảo từng là người yêu của con gái ông D, tuy nhiên bị gia đình ông D ngăn cản. Cách đây hơn một tháng, con gái ông D đi lấy chồng Bảo đã uống thuốc sâu tự tử nhưng bất thành. Bức xúc gia đình ông D nên Bảo đã xuống tay sát hại. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 2 tháng 12, anh Phan Ngọc Tránh, 22 tuổi, trú thôn Yên Khánh, đi làm về thì phát hiện bố là ông PVD, 58 tuổi và người em họ P, VH, 36 tuổi, trú cùng thôn, tử vong tại nhà với nhiều vết máu trên cơ thể nên đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân triển khai toàn bộ lực lượng để bảo vệ hiện trường và phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm, ông Đê bị hung thủ đâm 11 nhát, anh Hát bị đâm tử vong với 17 nhát dao. Sau khi gây án, khoảng 21 giờ 30 phút, nghi phạm vào bệnh viện Hồng Hà, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh để băng bó vết thương. Đến 22 giờ 15 phút, sau khi sơ cứu xong, nghi phạm rời khỏi bệnh viện. Đến khoảng 10 giờ 30 phút sáng mùng 3 tháng 12, phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân, Công an huyện Lộc Hà và Công an xã Hồng Lộc bắt giữ nghi phạm khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà của một người thân ở huyện Lộc Hà. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.